Xin chào các bạn đã quay trở lại với vlog của Manny. Trong video này thì mình chắc chắn các bạn đã đọc cái title là các bạn biết nội dung cái video này nó sẽ hứng thú tới cỡ nào rồi. Đặc biệt là đối với những bạn mà thích làm remix, việc mix thì sẽ càng hứng thú hơn nữa với những cái công nghệ mới hiện tại mà nó giúp cho cái việc tách vocal từ một bài nhạc full ra thành một cái vocal độc lập. Thậm chí nó còn tách được những cái nhạc cụ khác như là drum, bass, keyboard ra được nữa. Các bạn nghĩ xem nó là cái phần mềm nào. Để làm được cái chuyện đó thì chúng ta cần rất nhiều kỹ thuật. Nếu mà 5 năm về trước thì hầu như là impossible hoặc là những cao thủ mới có thể làm được. Nhưng với những cái công nghệ mới hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể làm với hai cú lick chuột mà thôi. Nên mình sẽ giới thiệu với các bạn và cùng các bạn đi qua và nghe thử xem cái phần mềm này hiệu quả như thế nào. Xin mời các bạn cùng xem video lần này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở đây thì các bạn thấy mình đang có một cái laptop và trên màn hình các bạn dễ dàng thấy được đây là cái website tên là slipter.ai. Thấy cái chữ .ai thì chúng ta nghĩ tới cái gì? Trí thông minh nhân tạo. Thì cái phần mềm này nó hoạt động dựa trên cái cốt lõi của một cái streaming app mà các bạn rất là quen thuộc, đó là Deezer. Họ release ra một cái chức năng, một con trí thông minh nhân tạo chuyên dùng cho âm nhạc để có thể tách được những cái nhạc cụ và vocal ra khỏi cái bài nhạc. Thì nó có tên gọi là Slipter.ai. Rồi, thì giao diện của website này nó đơn giản và đặc biệt đó là nó free. Có nghĩa là các bạn không cần rắc, không cần phải mua. Nó free, và nó free cho tới khi nào? Thì trên thông tin của website này nó ghi là free cho tới khi nào free 100% cho tới forever. Đó, free 100% cho tới forever. Thì để xem coi nó cái phần mềm này nó hoạt động hiệu quả như thế nào. Thì đây nó kêu chúng ta là drop a song here, có nghĩa là bỏ một bài nhạc vào. Nó có thể là file WAV, file MP3, file OGG, M4A, WMA hay là file FLAT từ 0.5 m cho tới 50 m và độ dài tối đa là 20 phút. Mình đã đào sẵn một cái bài nhạc mà mới nhất của Bích Phương và Fuck You. What? What the f***? Ok, bây giờ mình sẽ load bài nhạc nó vô. Fuck You Bích Phương, mình load nó vào và nó sẽ chạy. Rồi, 100% là nó đã chạy xong rồi. Bước tiếp theo là gì? Chúng ta nhập email vào. Các bạn nhập email vào trong đây và bấm notify me when it's done. Thì cái phần mềm này nó chạy 100%, nghĩa là nó nhận cái bài nhạc của bạn rồi và bây giờ nó sẽ bắt đầu làm việc. Thì mình không biết nó là trí thông minh nhân tạo hay là có người đứng phía sau làm cái việc này, nhưng mà mình nghĩ không thằng nào ngu mà nó rảnh làm như vậy đâu. Thì sau một khoảng thời gian tầm khoảng 30 phút các bạn sẽ nhận được một cái email như thế này. Hello, we just wanted to let you know that song, your song Steam are ready to download. Và nó có một cái nút download rất là bự. Thì các bạn bấm vào cái nút download này thì nó sẽ download ra cho bạn một cái folder phải zip. Thì trong cái folder này nó gồm tổng cộng có 4 cái Steam là Bass, Drum, Order, Piano, Vocal. 5 cái, không phải là 4 cái, sorry các bạn. Thì mình dùng 5 cái này, mình load vào phần mềm Ableton. Và mình đã load vào Ableton thì nó sẽ ra, mình để trong nó một cái group riêng và cái track original riêng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cái track original so sánh với tổng 5 cái track mà mình đào lại coi chất lượng nó như thế nào. Vì lý do bản quyền nên mình sẽ không có play cái này nhiều, mình sẽ cho nó chạy qua, các bạn hãy tự thử nghiệm ha. Ok, đây là bài original. Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Tao thầm mơ về một thằng chốc ở bên em. Ok, và bây giờ đây là bài đã được slip ra từng Steam cụ thể. Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Tao thầm mơ về một thằng chốc ở bên em. Các bạn có thấy bất ngờ không? Thậm chí chất lượng của nó gần như không thay đổi. Có thể nói là chất lượng nó đạt 90% so với những cái gì mà các bạn nghe được trong cái bài original, cái official music video mà mình download từ YouTube về. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần, xem từng phần của nó, chất lượng nó như thế nào ha. Đầu tiên mình phải nghe thử cái drum. Ok,
Ok, nếu mà các bạn nghe cái chất lượng của từng stream theo mình đánh giá thì nó bị fail khá là nhiều. Có thể là con AI này nó chưa thật sự thông minh, nhưng mà để đạt được từng stream và ra được cái rhythm như vậy thì nó là cũng cả một cái vấn đề khá là lớn để có thể làm được cái việc này. Và nó đã làm được thì mình đặt câu hỏi là sắp tới thì mọi người có cần music producer hay không, hay là họ chỉ cần AI để giúp họ hoàn thành những bài nhạc đạt top trending của YouTube. Các bạn hãy suy nghĩ về điều này. Và bây giờ vấn đề mà các bạn quan tâm nhất đó chắc chắn sẽ là vocal. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe vocal, cái vocal mà nó được extract ra từ trong cái bài gốc bằng Slipter.ai, xem nó được cái gì. Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Bao giờ mơ về một thằng chốc ở bên anh. Tâm một say được giữa thành phố một đêm vàng. Giữa ánh đèn được hưu hắt tương tư văng và không im. Ok, như các bạn đã nghe thì các bạn thấy những cái đoạn mà nó không có nhạc cụ khác thì nó vocal nó khá là rõ. Còn những đoạn mà nó có những nhiều nhạc cụ hay là nó có một cái sound khác, nó chơi chung với vocal thì cái vocal không được sạch lắm và nó bị fade khá là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ đối với những bạn làm Vina thì Vina House thì cái vấn đề này nó không là vấn đề gì so với các bạn cả. Các bạn có thể làm nó cỡ nào cũng được. Chúng ta chỉnh sửa edit hay mà phát các kiểu thì có thể là sẽ ra một cái màu không còn giọng của Bích Phương nữa, nhưng mà đủ để các bạn có thể bán, đúng không? Thì trong video này mình muốn giới thiệu với các bạn là công nghệ hiện tại nó đã đi xa được tới đâu và nó có thể làm được những cái điều gì. Như các bạn vừa nghe 5 cái stream mà cái con AI đó nó làm, nó nhả ra từ một cái beat. Thì mình đã làm một cái beat MP3 thôi, đó là file chất lượng MP3 thôi. Mình chưa thử WAV hay là những chất lượng cao hơn, flat này nọ, xem nó như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ chất lượng nó sẽ tốt hơn khá là nhiều. Thì đây là một option mà các bạn nào thích sử dụng online, và nó còn nhiều option nữa cũng sử dụng những cái thuật toán mà Deezer cung cấp miễn phí từ những cái nghiên cứu của họ dựa trên con AI của họ. Thì nó có một số cái phần mềm khác mà các bạn có thể search những cái tên tương tự thì nó sẽ ra cho các bạn những cái VAT, hay là thậm chí trên Ableton có một cái Markfly device free làm được cái chuyện này. Nhưng mà mình sẽ để dành nói trong video sau. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share, subscribe video của mình. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn cũng làm y chang như vậy. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp bạn trong video sắp tới. Bye bye.